Gia Lai có diện tích đất tự nhiên gần 16.000 km2, là tỉnh lớn thứ hai của cả nước, có khí hậu mát mẻ như một máy lạnh tự nhiên khổng lồ. Nơi đây hội tụ mọi điều kiện cần và đủ để phát triển các trang trại chăn nuôi bò sữa quy mô lớn. Trên thực tế, bằng việc áp dụng công nghệ cao từ khâu tuyển chọn con giống, hệ thống chuồng trại, dinh dưỡng và điều kiện khí hậu phù hợp, trang trại bò sữa tại Mang Giang cho năng suất 40 lít một ngày, ngang bằng với bò sữa nuôi tại Mỹ. Thì do khí hậu mát, do vậy cái dịch bệnh cũng rất là ít. Thì các bạn thử hình dung là nếu dịch bệnh nhiều, tức là phải dùng nhiều thuốc. Thứ nhất là tăng chi phí, thứ hai là nó lại không sạch. Thành ra mới nói tại sao thiên đường bò sữa, cái sữa ở Gia Lai này nó tốt quá. Theo các chuyên gia, tỉnh Gia Lai cần rà soát quy hoạch cho phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn. Đồng thời, Gia Lai cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào chăn nuôi, chế biến sữa và gắn hộ nông dân vào chuỗi. Theo đó, nông dân có thể trực tiếp tham gia nuôi bò sữa nếu họ đủ điều kiện làm những trang trại vệ tinh. Nếu không có điều kiện nuôi bò sữa, nông dân có thể trồng cỏ, trồng các cây làm thức ăn cho bò sữa để cung cấp cho các trang trại lớn của các công ty. Chưa có ai chăn nuôi bò và chế biến sữa trong nhiều năm qua mà kêu lỗ cả. Chỉ có thu nhập được cao hay là vừa thôi. Thì rõ ràng với nói là không gian về bò sữa và sữa của Việt Nam có còn rộng không? Rất rộng. Bò sữa, như đồng chí Nghĩa nói rồi, không phải của người nghèo, mà phải là có người có đủ điều kiện mới có thể nuôi được nó. Theo thống kê, giai đoạn 2018-2020, cả nước chi khoảng 1 tỷ đô la Mỹ để nhập sữa mỗi năm. Riêng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 1,138 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,56% so với năm 2020. Hiện tổng đàn bò sữa Việt Nam có khoảng 370.000 con. Sản lượng sữa năm ngoái đạt 1,17 triệu tấn. Mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam phấn đấu đưa sản lượng sữa đạt từ 1,7 đến 1,8 triệu tấn. Đến năm 2030, đạt 2,6 triệu tấn. Tổng đàn bò sữa đến năm 2025 đạt từ 650.000 đến 700.000 con.